vào tối ngày 20 tháng 9 tại quận Hoàng Mai, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức đêm hội trăng rằm năm 2018. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và đại diện các bộ, ban ngành trung ương, các cơ quan thành phố, quận, huyện, thị xã và hơn 1.000 thiếu nhi đến từ các trung tâm nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đại diện cho 1,8 triệu thiếu nhi của thủ đô. Trong hơn một giờ diễn ra đêm hội, các em thiếu nhi được hòa mình vào không khí lễ hội dưới sự dẫn dắt của chú Cuội, chị Hằng và thưởng thức những tiết mục văn nghệ sôi động. Trung thu cũng là dịp để lãnh đạo các cấp biểu dương và động viên những em nhỏ dù có hoàn cảnh khó khăn nhưng không ngừng nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao tặng 1.000 suất quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá gần 100 triệu đồng. Ngoài ra, 16 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng và nhiều xe đạp đã được trao tặng cho những em nhỏ tiêu biểu của thủ đô.